ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt ao. Sông anh em với em mai muốn đây, anh em cầu chầu nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ nên lo buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ cha. Đầu mà chưa thành chồng thành vợ, cha thì gật đầu, mẹ quay ngang rồi bao. Thằng Tâm cái tánh cọc cằn, sợ con Hồng sau này về bị đoan nghiêm. Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho ai đưa cùng nhau kết nghĩa trong. Làng xóm bàn tới bàn lũi ăn buồn thiệt là buồn. Hôm có lệnh tổng quân sang không cho em đi. Anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ nào
về chờ mới để tâm mê. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em ghé thăm đôi điều rằng ăn nhớ thương em nhiều. Dòng vợ xa dường như anh thấy áo ngàn phơi, dòng sông chờ mới người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn chầu cao. Rồi gặp anh hai anh bảo anh bây giờ đã là quân sư, anh hết hiền lành được đồng đội thương nhân. Nghe nói chỉ đòn câu chỉ quay trầu đến ta dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Giờ đi bộ đội mà thằng âm nay đã lên người, nó chưa có nơi nào giá nghĩa đời nói về. Bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con, lỡ một lần xe duyên không phải bơm là trọn đời đi chuốc khổ mà thôi. Anh chưa về vì biển cứu còn bông giặt, chừng nhớ em nhiều nhớ chợ mới tùy chung, nhớ mẹ hiền như lòng cất khoai nhớ bên sông xưa. Em giặt áo tuổi chưa hè con mày em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh. Hơn 20 năm chờ mình vẫn là chờ mới, chỉ có 6 năm chờ có lâu lắm không em.